Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng, mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên, chê bai thêu dệt hạ người ta xuống? Thử hỏi ai thông cảm được? Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn, xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh mạn hay chê bai nói xấu thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó ai cũng tránh xa, nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc? Tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi, ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thị phi. Minh Phát. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch, thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kệ trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngay đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ, nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chơn chánh, người cho sái, chơn vẫn hoàn chơn, thật chẳng sai. Giác huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thêu dệt, thời không có ai phiền trách oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại. Thường đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người nào không nói lời thêu dệt, thời thành tựu được ba món quyết định. 1. Quyết định được người trí ưa thích. 2. Quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. 3. Quyết định có oai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối. Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại, trong kinh A Hàm, Phật dạy, nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, thêu dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa, xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Lời nói thêu dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta, ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tức lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo xược lu bù. Ôi thấy thế lòng đau tận cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng tự ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếm mới là chân thiện. Chúng ta phải biết rằng,
khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình. Nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo, một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời, từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. 2. Lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn, hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà, anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ. Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công.
Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi làm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời, ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của xử thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đã kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng giàu lòng tự ái. Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Quỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên, có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với Hạng Võ: muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại? Hạng Võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. 3. Lời nói phải cẩn thận. Nghĩa là khi nói ra, phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh, hay nghe đài, xem báo, thấy có nhiều câu chuyện không đáng, nhưng lại đưa đến chết người. Như báo đăng tin, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền,
liền chửi mắng nàng dâu: "Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoại của nó." Cô dâu quá tức giận, đè đứa con xuống đánh một hồi, lỡ tay làm đứa con bị chết. Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối. Như trong sách Ứng Xử nói, trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận, mắng Tấn trước mặt bạn bè: "Mày là thằng mất dạy, tao nói hoài mà không nghe, cứ đi ăn chơi hoài. Đồ lì lợm không biết xấu hổ, sống chật đất, mày uống thuốc độc chết phước cho rồi đi." Tấn tự ái tức giận, buồn tủi, lấy thuốc độc tự dẫn chết. Nên có câu: chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao. Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyển hóa được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp, oan trái biết bao giờ mới trả hết. 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành trong sạch, mang niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó mới là ái ngữ chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong Kinh Tạng Nikaya, Phật dạy: người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý. Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có ông Bà La Môn đến hỏi Phật: thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp: người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý. 8. La Mã: không tham dục. Tham dục có nhiều loại, như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp. Vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta ai cũng biết, như tham tiền của, vàng ngọc, phải đầy đọa sát thân, lại thường vướng ách nạn, mất mạng. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Phật bảo các thầy tỳ kheo: đó là rắn độc, mau tránh xa, không khéo nó hại ta. Phật và chư tăng đi chưa bao xa, có bốn người đi đến, nhặt lên định đem ra chia. Nhưng họ bàn với nhau: mình đang đói, nên đi mua món gì ăn cho khỏe, rồi chia cũng không muộn. Liền cử một người đi. Người đó trên đường đi tự nghĩ số vàng đem chia làm tư uổng quá, tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết, ta sẽ hưởng một bình. Còn ba người ở lại cùng bàn tính với nhau, đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết, còn lại ba chúng ta chia nhau. Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết. Xong ba người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo. Kênh kênh quà quà, thấy thì chết đáp xuống cắn mổ ăn cũng chết luôn. Nên có câu: nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong, chim tham ăn sa vào dòng lưới, cá mê mồi mắc phải lưới câu. Ai ôi phải nghĩ cho sâu, sắc tài danh lợi nó đâu có bền,
mùi phú quý như tên độc dược, mà vinh hoa càng rước khổ đau. Đó là miếng mật trên dao, ai mà tham nhiễm liếm vào chết ngay. Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền, hao sức, tâm thần bất an, ghen tuông, phiền muộn, gây thù chuốc oán, tranh giành giết hại lẫn nhau, làm nước mất, nhà tan, cửa nát, biến mình thành người hèn yếu mù quáng, ngây khờ, phải chịu sự sai khiến thúc dục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu. Như vào thời nhà vua, U Dương là người chìm đắm trong tửu sắc, ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của Bao Tử, mà những tâm giam vợ, đầy con, giết hại Chuông Thần, cuối cùng mất nước. Đến vua Ngô Phụ Sai cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thiên mà mất cả giang sơn. Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí, trở thành kẻ si mê, độc ác, tự làm hại mình, hại người, sa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó, cho dù nam hay nữ, nó chỉ là cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi. Có gì đáng để cho chúng ta say mê? Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã, mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng, hống hách, tạo nhiều nghiệp chướng, hiện tại khổ lụy, sau khi chết sanh vào cõi dữ. Người đắm say sắc dục tự lao mình xuống hố, người trí cắt trừ ái, bỏ mọi dục không màng, thấy sắc tâm mê tưởng, chặn xét lẽ vô thường. Người mê cho là đẹp, giả dối lại yêu thương, đắm mình trong dâm lạc, tâm kéo kén khác chi, người trí huệ dứt hẳn, hết khổ não sầu bi, người tâm trí buông lung, dâm nhơ cho là sạch, tình ân ái sâu nặng, là lao ngục trói trăng, người tỉnh giác trừ dâm, bất tình quán để tâm, nhờ đó khỏi lao ngục, già chết dứt tận mầm. Kinh Pháp Cú. Tham danh vọng phải vào lòn ra cuối, lao tâm nhọc sức, khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù. Nhưng thiên hạ nào ai biết, cứ mãi lo tranh giành. Nên có câu: danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy, tuổi tên trù, bao phen bay nhảy, bao phen dài, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Hay là: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Nguyễn Du. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc, thân tâm thanh tịnh an vui, chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong Kinh Tăng Chi. Chuyện kể: thuở Phật còn tại thế, có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một hôm đang hành thiền, ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế, hôm sau đem chuyện đó trình lên Phật. Ngài cho gọi Bạc Đề đến hỏi nguyên do. Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phồng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại, làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia, tuy chỉ có tam y nhất bát, không có gì vướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thay là vậy. Phật quay sang bảo: chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời tri túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại giải thoát an vui. Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất, mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong Kinh A Hàm kể, tiền thân Phật là vua Đảnh Sanh làm chuyển luân thánh dương cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng. Lên trời, Đế Thích chia cho nửa tòa ngồi vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời.
Vì quá tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện trên để cảnh giác những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời, người ta thường quan niệm nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh, đến khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, tam y, nhất bát, nay đây mai đó, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc, du hành khắp nơi, giáo hóa chúng sanh. Trước lúc nhập Niết Bàn, nơi rừng cây Sa La, Ngài nói: chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc, an lạc như ta. Cho nên, hạnh phúc hay khổ đau, đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, am cốc đơn sơ, cơm rau đạm bạc, vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Kinh Di Giáo nói: tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu, thân thể mệt nhọc, dễ sanh ra các chứng bệnh khó trị. Kinh Y nói: người bị đau có 10 nguyên nhân. 1. Ăn những món có phong độc. 2. Ăn chẳng tùy theo bệnh cử kiên. 3. Ăn uống không độ lượng. 4. Ăn chẳng theo thời tiết. 5. Ăn những món khó tiêu. 6. Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn. 7. Những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào. 8. Ăn nhai không kỹ. 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền. 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi. Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc, như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng thì chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ, không khen thì thôi, có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo, trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước. Thí dụ, nấu canh lạc quá, ta nên nói: bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế, ai lại không thích? Ngược lại, chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra là nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư. Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản, xem món ăn như lương dược trị bệnh đói khát, duy trì mạng sống để hành đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Đói ăn, khát uống, không có chi bận tâm phiền trách, chỉ biết tất cả là vô thường giả tạm. Những người tham ăn, họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng xác thân. Nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi, chỉ còn lại tội lỗi, ngày kia phải lãnh lấy ác báo. Tổ Quy Sơn dạy: muốn tiến đạo nghiêm thân phải tam thường bất túc. Ngài Ấn Quang Pháp Sư khuyên: cơm rau đỡ già đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn dư. Trong Kinh Tiểu Bộ tập 1, Đức Phật có dạy: ai đoạn hết lậu hoặc, uống ăn vừa biết đủ, tự tại nơi hành xứ, không vô tướng vô nguyện, như chim giữa hư không, tìm dấu chân chẳng thấy. Tục ngữ: ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ. Có nhiều người ham ăn, mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải, thậm chí thân quyến nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết cũng không thèm ngó đến. Hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm, tổn giảm phước đức. Kinh Pháp Cú nói: con heo thích ngủ, ham ăn, muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ, ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi. Theo y học, trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh, học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh, tích cực làm công quả,
bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại, kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn muốn làm lành thì đã quá muộn màng. Kinh Di Giáo, Phật dạy các hàng đệ tử ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành, chớ bỏ sai thời. Đầu đêm cuối đêm phải tinh tấn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời. Phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia, hãy mau tỉnh ngộ, sớm cầu diệt độ. Ngoài ra, có nhiều người còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm, cảm xúc êm dịu, tiếng hay. Có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ mới chịu. Ai chiếu phim bắt đại khác, liền đổi giận, chửi rủa đủ điều. Ôi thật là mê muội vô cùng. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hành hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quán sát lời Phật dạy. Ngũ dục, lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả. Nếu ta thấy rõ các pháp không thật, thì tâm ta liền trở nên an lạc. Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như khi hương thơm đến nảy sinh ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc tức giận. Muốn khắc phục phải tịnh tâm, để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất lo dọn dẹp hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái, mịn màng thì sanh tâm say đắm, thô cứng lại chán ghét. Phật dạy, người đam mê xúc dục nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm, không biết rớt xuống lúc nào. Nên có câu, bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta. Dục ta đều hại người ta, dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì sát thân khởi xướng, ta thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắt lòa, lại gần thấy đẹp, hại xa không lường. Hay là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe lắm điều âm thinh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho đó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho vị tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt đó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Cổ đức thi văn cho chúng ta biết, nếu lục căn của mình được thanh tịnh, ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, không cần tìm ở đâu xa. Phật pháp vốn ở thế gian, trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Pháp Bảo Đà Kinh. Trần Nhân Tông cũng nói, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Bởi trong cái vọng tâm, nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó, không cần tìm ở đâu xa. Cho nên Ngài nói, trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra? Chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết, giữ tâm bình thường, đó là thiền, là kiến tánh rồi, còn tìm ở đâu nữa. Cũng như sóng không lìa nước, khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên. Sóng gió dĩ như phiền não vô minh,
Nước trong yên tịnh, dĩ như niết bàn thanh tịnh. Chân như vậy, chân như vậy, chân như vậy, chân như vậy. Trái lại, lục căn còn tham đắm, trụ chấp, dính mắc, lục trần. Đó là nguyên nhân gây ra ác nghiệp. Sáu căn tiếp với sáu trần gây ra tội lỗi không ngừng một giây. Nơi bể khổ bơi vào lặng hụp, chốn tà đồ mãi dục chân bon. Đam mê nhân ngã bằng non, đi con đường quấy bỏ con đường lành. Để nhắc nhở cho các vị khất sĩ giữ gìn sáu căn, đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực thất niệm, Phật kể cho các vị khất sĩ nghe một mẩu chuyện như sau. Một hôm nọ, có một con chim ưng thình lình đáp xuống chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút nói thế, chim ưng hỏi: Vậy vùng nào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi? Chim cút trả lời: Đó là giặc đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang chim cút trả về chỗ cũ rồi nói: Này cút, mày hãy liệu hồn, tao chỉ thả mày lần này thôi, lần sau nếu bắt được mày tao sẽ không thả đâu. Chim cút trở về giặt đất đã cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn rồi nói: Này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được tao hay không. Chim ưng nổi giận, dùng hết sức lực lao vút xuống. Chim cút thấy thế, lập tức chui xuống nấp dưới hòn đất. Chim ưng chẳng những không bắt được chim cút mà còn va vào hòn đất quá mạnh, đến nỗi bị vỡ ngực, quay ra dãy chết. Này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh. Rời khỏi lãnh vực chánh niệm, tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Sở dĩ có người ta bị tai ách hoạn nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc. Con người thường gây đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được an nhàn, càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, dầu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu. Tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại. Chính nó là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau. Ở thế gian, tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó. Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới 100 năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa hết, vẫn còn dơ vét của thế gian, tham lam, ích kỷ, là bợn nhơ che mất ánh sáng trí huệ, nhận ngụy làm chân, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày, những vụ đâm chém, tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau, không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngài Mahanam: Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc, nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách. Thật là dã man, mất hết nhân tính, giống như hung thần, ác quỷ, hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp, tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ. Dễ xảy ra xung đột
làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không hoan hỷ giúp, thời chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong kinh Phật dạy, người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong Lương Hoàng Sám nói, oán thù xuất phát từ trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc. Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm, xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng, liền sanh tâm giận dữ. Anh em giành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn. Ông bà cha mẹ thường trách con cháu, hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ, cho đến anh chị em dòng họ, hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau. Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin, càng xin càng lấy làm không đủ, xin mãi người ta không cho, trở lại ôm lòng oán hận, tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi. Thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ, đều là bà con thân thiết chúng ta, là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên: xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng, ta liền buồn ngay. Vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc khoan thai nhẹ nhàng. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn biết đủ, nói: chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, nên thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Người đó về sau bị quả báo bệnh nằm liệt giường, khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong, gieo nhân ác hiện tại, gặt lấy quả báo sầu đau. Sau khi chết, rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi sanh làm người hạ tiện, đói rách khổ não triền miên. Kinh Giang nói, chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo trả dai bất tận, đều từ tham dục mà ra. Tha ngươi, trong kinh Phật đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục. Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp, mà phải ăn năn sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Người có nhiều tội lỗi mà chẳng biết hổ thẹn, tội dồn đến thân như nước chảy về biển, lâu ngày thành sâu nặng. Nếu người có tội lỗi, tự biết đó là tội lỗi, thành tâm sám hối, cải tà quy chánh, bỏ ác, tu thiện, tội lỗi tự tiêu dần, như người bệnh xuất hạn, lần lần được lành mạnh. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Để cảnh tỉnh lòng tham của người đời, cổ đức dạy: ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham vườn ruộng cò bay thẳng cánh. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu tốt xấu cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trần như mật dính dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của thế làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưỡng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền phụ bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo vun trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ.
Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. 9. Không sân nhuế. Sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn. Hễ ai nói động đến mình một chút, hoặc làm trái ý nghịch lòng, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ chống đối tới cùng. Đó gọi là sân nhuế. Phật cấm sân hận, vì nó rất tai hại, giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một niệm sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Thật vậy, có lắm người không ngăn được cơn tức giận, đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật, đốt phá của cải rồi ân hận suốt đời. Cũng có người lắm lúc không làm chủ tánh nóng giận của mình, dẫn đến tình cốt nhục chia lìa, nghĩa vợ chồng phân ly, bạn thân trở thành thù hận. Vì thế Khổng Tử dạy: thiên tử không nhẫn nước tiêu hư, chư hầu không nhẫn mất thửa mạng, quan lại không nhẫn bị hình phạt, vợ chồng không nhẫn tình ý xa, anh em không nhẫn chia lìa nhau, tự thân không nhẫn họa đến thân. Ngài dạy tiếp: thiên tử nhẫn nước không hư, chư hầu nhẫn nên việc lớn, quan lại nhẫn nên chức vị, vợ chồng nhẫn tình chung thủy, anh em nhẫn nhà giàu sang, bằng hữu nhẫn danh không hư, tự thân nhẫn không hòa hoạn. Nhẫn, 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 tất cả ác duyên dứt. Nhịn, 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 buông tay, ngàn họa đều tiêu. Tục ngữ có câu: một câu nhịn, chín câu lành. Trên đời có nhiều người giận một cách phi lý. Như có một anh thợ mộc, lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận, miệng vừa nói tay vừa đập: mày hư, tao cho hư luôn. Vì thiếu đức kiên nhẫn nên biết bao người bỏ dở dang công việc giữa chừng một cách đáng tiếc. Đối với việc làm mà không khắc phục được thì làm sao hài hòa với những người cộng sự. Ngoài xã hội, chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ, vợ chồng. Vì thiếu niềm tin nên xảy ra tranh cãi, kết quả là đưa đến khổ đau, đều do lòng cố chấp, bảo thủ, thấy lỗi người mà ra. Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu, hút thuốc, còn ông chồng lại bảo vợ đừng có cằn nhằn, ăn xài. Nhưng thử hỏi, tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng? Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ. Nếu thấy việc chi không tốt, làm tốn hao tiền của sức lực, ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau. Nếu không được, coi đó là nghiệp, ráng nhẫn nhịn trả cho rồi, tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi. Như mẫu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói, có anh chàng tên là Nhu, có cô vợ tánh tình hung dữ, lại nói dai vô cùng. Việc không đáng cứ nói mãi, nhưng anh vẫn tự nhiên, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhờ hiểu đạo, lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại, nên gia đình được bình yên. Sở dĩ con người ta đau khổ là vì không chấp nhận sự thật, vui chịu với nó. Thí dụ như ông bà thấy con cháu làm ồn, thời bực mình la rầy, chửi rủa, vô tình tập cho mình thói quen, lâu ngày thành nghiệp, khi đó khó mà sửa đổi. Nếu chúng ta biết an nhẫn, lấy sự ồn ào của chúng làm vui, thì vẫn vui như thường. Cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp, nhưng nếu chú rể về ở chung thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật, là vì tâm ích kỷ, hẹp hòi, che mờ lý trí, đạo đức, đánh mất hết tình nghĩa. Có nhiều người nói, nhìn kẻ có thế lực, lớn tuổi hơn mình dễ hơn là nhìn những người yếu kém, nhỏ tuổi như con cháu. Quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn, mà nhẫn ở đây
là chấp nhận mọi cảnh ngộ, nhìn chịu sự mắng nhiếc, khinh bỉ kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình. Người như thế mới gọi là nhẫn nại cao quý. Trong kinh A Hàm nói, xưa có trận giặc giữa Atula và chư thiên. Lúc đó Đế Thích thắng trận, bắt được Atula Dương trói tại cột cờ. Atula Dương chửi mắng nhục mạ Đế Thích đủ điều, nhưng ngài vẫn nhẫn nại không nói lại lời nào. Khi đó người hầu Đế Thích bèn nói kệ: tại sao thiên đế sợ, tự tỏ mình yếu kém, tu chất mắng trước điện vẫn im lặng để nghe? Đế Thích đáp: không phải ta sợ chúng đâu, mà vì ta nghe lời Phật dạy, người nào có thế lực mà nhẫn nại sự chửi mắng của kẻ dưới tay mình, đó là người cao thượng, có sức hùng mạnh. Vì thế nên ta nhẫn nại. Bấy giờ Đế Thích liền dùng bài kệ đáp lời người hầu: nó chẳng có sức mạnh, ta nào có sợ chi, lẽ đâu hàng đại trí cùng kẻ ngu tranh luận. Khi đó người hầu đọc bài kệ trình Đế Thích: nay không trị kẻ ngu, sợ sau này khó nhẫn, hãy trừng trị nó ngay, cho nó tự sửa lỗi. Bấy giờ Đế Thích vì người hầu mà nói kệ: người ngu không hiểu biết, cho ta là sợ hãi, ta quán đệ nhất nghĩa, nhẫn nhục là bậc nhất. Ác trong các điều ác, giới sân lại sinh sân, giới sân mà không sân là chiến thắng tột đỉnh. Nếu có người tranh luận, không đáp là hơn hết. Ta thường nói, người trí không tranh với kẻ ngu, ai tu hạnh từ bi, trí huệ không giận hờn, họ mắng người trí nhịn, người trí thắng kẻ ngu. Phàm người có hai việc, vì mình và vì người, thấy người không tranh luận, cho là họ ngu ngốc. Nếu người có sức lớn, nhịn được người không sức, sức ấy là bậc nhất, hơn hết trong sự nhẫn. Người ngu bảo có sức, sức ấy không phải sức. Nếu người được sức nhẫn, sức ấy là vô địch. Đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại, nhẫn nại. Vì nhẫn là pháp lành đệ nhất thế gian và xuất thế gian. Nhờ tu hạnh nhẫn, người Phật tử tại gia làm nên sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, yên vui. Người xuất gia mau thành công đắc đạo. Như chuyện ông Thuấn, có cha là Cổ Tẩu, mẹ mất sớm nên cha cưới vợ kế, sanh được đứa con trai tên là Tượng. Bất hạnh cho ông Thuấn là thường bị mẹ ghẻ chửi mắng, đánh đập, hãm hại đủ cách. Một hôm, bà ta dùng lời đường mật nói với Cổ Tẩu, bảo Thuấn vào lịch sơn cày ruộng. Nghe lời vợ, Cổ Tẩu bảo Thuấn đến đó cày trong 3 ngày cho xong, nếu không xong thì trị tội. Ông Thuấn đến nơi, nhìn thửa ruộng mênh mông, cài 3 ngày làm sao rồi, liền òa lên khóc. Cảm động đất trời, voi trong rừng ra cày ruộng, chim xuống nhổ cỏ, trong 3 ngày là xong, về phục lĩnh cha. Vua Nghiêu nghe danh hiếu, liền cho mời Thuấn về triều, gả 2 cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, rồi nhường ngôi cho Thuấn lên làm vua. Lấy đức giáo dân nên thiên hạ được thái bình, Âu Ca lạc nghiệp. Cha nhu nhược, mẹ độc ác, em ngạo nghễ, nhưng ông Thuấn vẫn nhẫn nhịn, không hề oán trách. Nhờ thế gia đình được êm ấm, làm nên sự nghiệp và hiếu đạo. Gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay. Hay là chuyện ngài Thần Quang nghe danh Tổ Bồ Đề Đạt Ma, liền tìm đến chùa Thiếu Lâm. Thế Tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch động, Thần Quang đứng chờ đến nửa đêm, tuyết xuống ngập nửa ống chân. Tổ thấy thế liền hỏi: ngươi làm gì đứng đây? Bạch Tổ Sư, con cầu pháp. Cầu pháp dễ thế sao? Thần Quang liền lấy gươm chặt đứt cánh tay, dâng lên Tổ để tỏ lòng cương quyết cầu pháp. Tổ khen: người có chí kiên nhẫn, nên ngài truyền y bát làm Tổ thứ 2, pháp hiệu là Huệ Khả.
Người học đạo, nếu thiếu đức nhẫn nại, dễ thối chí, ngã lòng sa đọa. Như chuyện độc giác tiên nhân, vì một niệm sân, không nhẫn được, mất hết năm phép thần thông. Ông Uất Đầu Lam Phất, do sân bị đọa làm con chồn bay. Vua A Dục không dằn được cơn giận, sanh làm con rắn. Nên có câu, nhất sân chi quả, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi lâm. Nghĩa là một đóm lửa sân nổi lên, đốt ta muôn mẫu rừng công đức. Thuở Phật còn tại thế, Ngài từng dạy tứ chúng: các con phải biết rằng sân hận rất nguy hiểm, còn hơn lửa dữ, thường phải phòng hộ, đừng để chúng xâm nhập. Bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành lẫn danh thơm tiếng tốt. Đúng như trong Kinh Trung Bộ nói, vào thời Đức Phật, có nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng là người hiền thục, nên được người đời tán dương ca tụng. Đứa tớ gái Kali nói: chưa chắc, sở dĩ bà ta hiền là vì chưa có ai làm trái ý, để mình thử xem thật hư thế nào. Theo thường lệ, cô thức sớm quét dọn, dâng nước cho bà rửa mặt điểm tâm. Hôm nay ngủ một giấc tới trưa, bà thấy thế trợn mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục làm như vậy đến 3-4 ngày. Bà ta nhẫn hết nổi, vào phòng lôi cô ra chửi mắng, sẵn tay lấy cây gài cửa đánh vào đầu, máu chảy lai láng. Cô tớ chạy ra đường khóc la: bà con cô bác ơi, lại đây mà xem, bà Vedehika đánh tôi lỗ đầu. Kể từ đó, không còn ai gọi bà là người hiền nữa. Thế gian có vô số chuyện rắc rối không sao kể xiết, giống như cuồng chỉ rối. Chúng ta hãy cố gắng đề phòng, nhẫn nại, để gỡ những cái gút. Nếu bực tức bước xé, rối càng thêm rối. Chính vì thiếu đức khiêm nhường nhẫn nại, nên có nhiều người hay than: Sao tôi sống ở đâu cũng không được. Bởi vì họ quá đề cao, tự cho ta đây là tài trí hơn người, không nhịn một tiếng, chẳng chịu thua một câu, thì thử hỏi sống ở đâu cho được. Nên có câu: người khôn ít nói nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đàn dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, chuyện mình biết, vậy thì mới khôn. Hay là nhẫn một tiếng thời sóng yên gió lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Thật vậy, nếu ai biết nhẫn nhịn thì trời đất rộng mênh mông, thông dong tự tại. Ngược lại còn đấu tranh hơn thua thì khó mà đi đâu được. Kinh Pháp Cú nói: không trói buộc nào bằng ái dục, không khổ nào bằng khổ ngủ ấm, không ác nào bằng ác sân hận, không vui nào bằng vui niết bàn. Nên Phật dạy: nếu người nào ôm lòng sân hận là tự ngăn thánh đạo, mất công đức lớn, đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú. Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể vua Ba Tư Nạc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sự giống như gia cóc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài vì sợ người ta biết, cho ông là người thất đức nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lồng cá chậu, muốn đi đâu cũng không được. Thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời, định đến nghe pháp để tu hành vẫn không được. Một hôm nghe tỳ nữ nói: Phật có tam minh lục thông, chúng sanh khẩn cầu Ngài đều được cứu giúp. Công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa, lập bàn hương án, hướng về Linh Thứ Sơn, thành tâm đảnh lễ, cầu xin Phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành, hóa giải ác nghiệp. Động bối từ tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không, hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt
80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này? Nhưng đó Phật nói: Hồi thời quá khứ, có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí. Vì muốn cho con gái tạo phước, nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin, liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm, không may cho cô con gái gặp phải vị Bích Chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lở loét. Cô ta nổi giận sanh tâm kinh mạng chê vị Bích Chi Phật là xấu xí, hôi tanh, nên nhòm gớm phiền trách: Sớt bát rồi, sao ông không mau đi, hôi quá chịu không nổi. Đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn, cô đều khi dễ, phỉ báng, khạc nhổ. Nói đến đây Phật bảo: Này Kim Cương, người con gái thuở đó chính là tiền kiếp của con, vì xem thường vị Bích Chi Phật và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế. Nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường nên nay được làm công chúa để hưởng phước khi xưa con đã tạo. Bạch Đức Thế Tôn, muốn chịu quá thân hình xấu xí này phải tu hạnh gì? Muốn hóa giải nó, con phải tu hạnh nhẫn nhục, trên kính dưới nhường, nói lời êm ái chân thiện, làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ. Đó là nhân lành kết thành quả tốt, thân hình xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng kính mến. Sau khi nghe Phật dạy xong, công chúa thành tâm sám hối phát nguyện: Từ đây cho đến trọn đời, con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ, chiêm ngưỡng Đức Phật 7 lần, tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. Chúng ta giống như một họa công, muốn vẽ đẹp hay xấu tùy ý. Ai thực hành hạnh nhẫn nhục, từ bi hỷ xả, khiêm nhường, nói lời hiền hòa, là đang phát họa cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ. Ngược lại, sân si, cống cao, ngạo mạn, nói lời thô tục, là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin, tha hồ sân si, nói càn, kiếp sau thân hình xấu xí, đi đâu cũng che đậy, sợ người ta thấy, đến khi đó ăn năn đã muộn. Đức Phật dạy quán thân trong thân. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đều quen thuộc với các bộ phận của cơ thể như tóc, móng, răng và da. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta quán thân trong thân? Nếu chúng ta nhận ra tất cả bộ phận trong cơ thể của chúng ta là vô thường, khổ và vô ngã, thì đó là những gì được gọi là quán thân trong thân. Và rồi, chúng ta không nhất thiết phải đi vào chi tiết và hành thiền về từng bộ phận riêng biệt nữa. Nó giống như chúng ta có trái cây trong vỏ. Nếu chúng ta đã đếm chúng ta sẽ biết có bao nhiêu trái nằm trong đó. Và khi cần, chúng ta có thể cầm vỏ lên và mang đi, cùng với tất cả trái cây nằm trong vỏ. Chúng ta biết tất cả trái cây đều nằm trong đó, vì vậy chúng ta không cần phải đếm lại lần nữa. Sau khi quán niệm về 32 bộ phận của cơ thể và nhận biết chúng là thứ gì đó không bền vững hoặc không thường hằng, chúng ta sẽ không còn phải nhọc công tách thân thành từng bộ phận riêng biệt và quán niệm một cách chi tiết như vậy nữa. Cũng giống như với vỏ trái cây, chúng ta không phải đổ tất cả ra và đếm đi đếm lại chúng. Nhưng chúng ta xách cái vỏ đi theo chúng ta, đến nơi chúng ta muốn đến. Chúng ta bước đi một cách chánh niệm và cẩn thận, đề phòng để không bị sẩy chân và té ngã. Khi chúng ta quán thân trong thân, có nghĩa là chúng ta thấy pháp, chân lý, Dhamma trong thân, biết thân của chính chúng ta và của người khác như là các hiện tượng vô thường, và rồi chúng ta không cần đến những sự giải thích tỉ mỉ nữa. Ngồi ở đây,
Chúng ta ghi nhận xích sao với chánh niệm, biết sự vật như chúng thật là, và việc hành thiền sau đó sẽ trở nên khá đơn giản. Việc này cũng tương tự như chúng ta niệm Buddha. Nếu chúng ta hiểu Buddha thật sự là gì, chúng ta rồi sẽ không cần phải lặp đi lặp lại từ Buddha nữa. Điều này có nghĩa là có sự hiểu biết trọn vẹn và sự tỉnh giác vững chắc. Đây là thiền tập. Tuy nhiên, thiền tập thường không được mọi người hiểu rõ. Chúng ta thực hành cùng nhau trong một nhóm, nhưng chúng ta lại thường không biết hành thiền để làm gì. Một số người nghĩ rằng hành thiền thật sự là rất khó. Tôi đến thiền viện, nhưng tôi không thể ngồi. Tôi không đủ kham nhẫn. Chân tôi đau, lưng tôi đau, người tôi đau khắp cả. Vì vậy, họ bỏ cuộc và không đến nữa do nghĩ rằng họ không thể làm được việc đó. Nhưng trên thực tế, định Samadhi không phải là ngồi. Samadhi không phải là đi. Nó cũng không phải nằm hay đứng. Ngồi, đi, nhắm mắt, mở mắt. Tất cả những thứ này đơn thuần chỉ là các hành động. Nhắm mắt lại không nhất thiết có nghĩa là quý vị đang tu tập Samadhi. Nó có thể có nghĩa rằng quý vị đang buồn ngủ và đờ đẫn. Nếu quý vị đang ngồi với đôi mắt nhắm và quý vị đang buồn ngủ, đầu cứ gục lên gục xuống và miệng há ra, đó không phải là ngồi để tu tập Samadhi. Đó chỉ là ngồi với đôi mắt nhắm. Samadhi và đôi mắt nhắm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Samadhi theo đúng nghĩa của nó thì đều có thể thực hành trong khi mở mắt hoặc nhắm mắt. Quý vị có thể ngồi, đi, đứng hoặc nằm. Samadhi có nghĩa là tâm tập trung một cách kiên cố. Trong sự tập trung đó bao gồm sự có mặt của chánh niệm, sự thu thúc và sự thận trọng. Quý vị liên tục biết đúng và sai, liên tục quan sát tất cả các trạng thái sinh khởi trong tâm. Khi tâm phóng đi suy nghĩ về một chuyện gì đó, làm nảy sinh tâm trạng không ưa thích hoặc khát khao, quý vị biết được điều đó. Một số người trở nên nản lòng. Tôi không thể làm điều đó, cứ ngồi xuống là tâm của tôi bắt đầu suy nghĩ về gia đình, thật là bất thiện. Tiếng Thái là bắp. Ồ, nếu chỉ vậy thôi mà là bất thiện thì Đức Phật đã không bao giờ trở thành Phật được rồi. Ngài đã trải qua 5 năm để đấu tranh với tâm của chính mình, suy nghĩ về nhà và gia đình mình. Phải mất đến 6 năm Ngài mới giác ngộ. Một số người cảm thấy những suy nghĩ đột ngột sinh khởi này là sai hay bất thiện. Trong một khoảnh khắc, quý vị có thể có một sự thôi thúc muốn giết một ai đó. Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, quý vị nhận ra ngay được ý nghĩ này. Quý vị nhận thức rõ rằng giết người là sai. Vì vậy, quý vị dừng lại và kiềm chế. Có điều gì tai hại trong đây chứ? Quý vị nghĩ sao? Hoặc nếu quý vị có một ý nghĩ sẽ ăn cắp một cái gì đó, nhưng ngay sau đó, quý vị nhớ rằng làm như vậy là sai, và do đó, quý vị cố gắng không làm việc đó. Đó là nghiệp xấu sao? Không phải là cơ thể mỗi khi bên trong quý vị có một sự thôi thúc làm một việc bất thiện gì đó, thì ngay lập tức quý vị tích lũy nghiệp xấu. Nếu vậy thì có cách nào để đưa đến sự giải thoát được đây? Thôi thúc chỉ là thôi thúc, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Trong trường hợp đầu tiên, quý vị chưa tạo ra bất cứ điều gì. Trong trường hợp thứ hai, nếu quý vị thực hiện nó bằng thân, khẩu hay ý, như vậy quý vị đang tạo ra một cái gì đó, và avijja, vô minh, đã nắm sự kiểm soát. Nếu quý vị có sự thôi thúc muốn ăn cắp, và sau đó quý vị nhận biết chính mình và nhận thức được rằng việc này là sai, đây là trí tuệ, đây là vijja,
minh để thay thế cho avijja, vô minh. Sự thôi thúc trong tâm đã không đưa đến hành động. Đây là sự tỉnh giác kịp thời của trí tuệ sinh khởi và báo cho sự từng trải của chúng ta biết. Nếu trong sát na tâm đầu tiên có ý muốn ăn cắp một cái gì đó sinh khởi và rồi chúng ta hành động theo nó, thì đó là giáo pháp của sự si mê. Các hành động của thân, khẩu và ý theo sau sự thúc đẩy đó sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực. Sự việc là như vậy. Chỉ đơn thuần có suy nghĩ không thôi thì không phải là nghiệp xấu. Nếu chúng ta không có bất kỳ suy nghĩ gì, thì trí tuệ sẽ phát triển như thế nào đây? Một số người đơn giản chỉ muốn ngồi với một tâm trống không, không suy nghĩ gì cả. Đó là một sự hiểu biết sai lầm. Sư đang nói về thứ định, Samadhi, có trí tuệ đi kèm theo. Trong thực tế, Đức Phật không muốn quá nhiều định, Samadhi. Ngài không muốn nhập định, Jhana, và các thiền chứng, Samapatti. Ngài thấy Samadhi như là một nhân tố để hợp thành con đường. Giới, Sila, định, Samadhi và tuệ, Panya là những nhân tố hợp thành hoặc thành phần giống như các thành phần được sử dụng trong nấu ăn. Chúng ta sử dụng các loại gia vị trong nấu ăn để làm cho món ăn thêm ngon. Điều quan trọng không phải nằm ở gia vị mà ở các món ăn mà chúng ta ăn. Thực hành Samadhi cũng giống như vậy. Các vị thầy của Đức Phật, Uddaka và Alara đã đặt nặng việc thực hành hầu đạt được các tầng thiền, Jhana, và để đạt được các năng lực thần thông khác nhau. Nhưng nếu quý vị đi xa đến mức như vậy, thì thật khó để buông bỏ những gì đã đạt được. Một số nơi dạy loại thiền vắng lặng sâu sắc này, ngồi với sự an lạc trong sự yên tĩnh. Hành giả đâm ra nghiện cái năng lực định của họ. Nếu họ có giới, sila, họ trở nên nghiện giới của họ. Nếu họ đi trên con đường, thì họ đâm nghiện con đường, lóa mắt bởi vẻ đẹp và những sự kỳ diệu mà họ trải nghiệm. Và họ không đến được cái đích mà họ thật sự muốn đến. Đức Phật dạy rằng, đây là một sự sai lầm vi tế. Tuy vậy, nó lại là một điều gì đó đúng cho những người mà sự thực hành còn ở mức độ thô. Nhưng thực tế thì những gì Đức Phật muốn là chúng ta phải có một nền tảng Samadhi thích hợp mà không bị mắc kẹt ở trong đó. Sau khi chúng ta đã rèn luyện và phát triển Samadhi, thì Samadhi đó sẽ làm cho trí tuệ sinh khởi. Năng lực Samadhi ở mức độ thiền chỉ, Samatha, sự vắng lặng, thì giống như đá đè cỏ. Trong Samadhi vững chắc và kiên cố, thì ngay cả khi hành giả mở mắt, trí tuệ của thiền định sẽ có mặt ở đó. Giải thích, trí tuệ thiền định hay Jhana, Jnana có được khi hành giả nhập vào các tầng thiền, khác với trí tuệ giải thoát, Panya. Trí tuệ giải thoát có được qua việc thực hành minh sát. Một khi trí tuệ đã sinh khởi, nó bao trùm và biết chi phối tất cả mọi thứ. Vì vậy, Bậc Đạo Sư đã không muốn các mức độ vi tế đó của trạng thái nhập định, bởi vì chúng làm trệch hướng tu tập và con đường sẽ bị lãng quên. Vì vậy, điều thiết yếu là không để dính mắc vào việc ngồi hoặc vào bất kỳ tư thế đặc biệt nào khác. Samadhi không chỉ có mặt khi hành giả nhắm mắt, mở mắt, ngồi, đứng, đi hoặc nằm. Samadhi có mặt trong mọi tư thế và hoạt động. Những người lớn tuổi không thể ngồi lâu vẫn có thể quán chiếu đặc biệt tốt và thực hành Samadhi dễ dàng. Họ cũng có thể huân tập được nhiều trí tuệ.
Làm thế nào mà họ có thể phát triển trí tuệ? Mọi thứ đều nhắc nhở họ và làm cho họ tỉnh thức. Khi họ mở mắt, họ không còn nhìn thấy rõ mọi thứ như trước nữa. Răng trở nên yếu và rụng mất. Cơ thể của họ lúc nào cũng đau nhức. Đó chính là nơi để học hỏi. Vì vậy, thật sự thì thiền tập là việc dễ dàng cho những người già. Thiền tập trái lại là việc khó cho lớp trẻ. Răng của người trẻ khỏe, vì vậy họ có thể thưởng thức các món ăn. Họ ngủ say, năng lực các giác quan của họ vẫn còn nguyên vẹn, và thế gian là chốn vui vẻ và thú vị đối với họ. Vì vậy, họ hoàn toàn bị thế gian làm cho mê hoặc. Đối với những người già, khi nhai một cái gì cứng là họ bị đau liền tức thì. Ngay tại chỗ ấy chính là nơi các Devaduta đang nói chuyện với họ. Devaduta là thiên sứ, biểu tượng cho tuổi già, đau yếu, sự chết. Nó còn là biểu tượng của các nhà sư đi khất thực. Các vị thiên sứ đang dạy họ mỗi ngày. Khi họ mở mắt ra, cảnh tượng lờ mờ trước mắt họ. Họ nhức lưng vào buổi sáng, và đến buổi tối thì lại đau chân. Vậy đó, đây thật sự là một môn học tuyệt vời để nghiên cứu. Một số quý vị đã lớn tuổi nói rằng, quý vị không thể hành thiền. Quý vị muốn hành thiền trên đề mục gì nào? Ai sẽ là người để quý vị học thiền đây? Đây được gọi là quán thân trong thân và quán thọ trong thọ. Thọ ở đây là cảm giác trên thân. Quý vị sẽ quán chiếu chúng hay quý vị bỏ chạy? Nói rằng quý vị không thể thực hành bởi vì quý vị đã quá già, thì đó chỉ là do sự hiểu biết sai lầm. Câu hỏi đặt ra là, mọi thứ có rõ ràng đối với quý vị không? Người cao tuổi suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều sự khó chịu và đau đớn. Mọi thứ đều sinh chuyển. Nếu họ hành thiền, họ thật sự có thể thực chứng những kinh nghiệm này. Vì vậy, sư nói rằng thiền tập là việc dễ dàng đối với những người già. Họ có thể thực hành nó tốt nhất, giống như cách mọi người nói, khi tôi già, tôi sẽ đến thiền viện. Nếu quý vị hiểu được điều này, thì nó cũng đúng. Quý vị phải nhìn thấy sự thật này ngay trong chính mình. Khi quý vị ngồi, nó đúng với sự thật. Khi quý vị đứng dậy, nó đúng với sự thật. Khi quý vị đi, nó đúng với sự thật. Tất cả mọi thứ đều là sự phiền muộn. Tất cả mọi thứ đều bày ra những chướng ngại. Và tất cả mọi thứ đang dạy quý vị. Không phải như vậy sao? Giờ đây, quý vị có thể đứng lên và đi lại thật dễ dàng nữa không? Khi quý vị đứng lên, ôi, ôi, hay quý vị đã không nhận thấy? Và lại, ôi, ôi, khi quý vị bước đi, nó châm, nó chích quý vị đấy. Khi quý vị còn trẻ, quý vị có thể đứng dậy và bước đi đến nơi mình thích. Nhưng quý vị thật sự chẳng biết gì đâu. Khi quý vị già, mỗi khi quý vị đứng lên, ôi, ôi, chẳng phải đó là những gì quý vị nói đó sao? Ôi, ôi, mỗi lần quý vị di chuyển, quý vị đều học được điều gì đó từ nó. Vậy làm sao mà quý vị có thể nói rằng quý vị khó hành thiền? Còn chỗ nào khác để mà nhìn vào chứ? Mọi thứ đều đúng với sự thật. Các Devaduta đang nói với quý vị điều gì đó, rõ ràng như ban ngày vậy. Các hành, Sankhara, đang nói với quý vị rằng chúng không ổn định hoặc vững bền. Chúng không phải là quý vị hay của quý vị. Chúng đang nói với quý vị điều này từng khoảnh khắc một. Nhưng chúng ta lại suy nghĩ khác. Chúng ta không nghĩ rằng điều này là đúng. Chúng ta nuôi dưỡng tà kiến
và các ý tưởng sai lầm xa rời sự thật. Nhưng trên thực tế, người già có thể nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã. Điều này khiến cho họ trở nên bình thản và không còn sống trong ảo mộng, bởi vì các bằng chứng lúc nào cũng có mặt ngay trong chính họ. Sự nghĩ rằng đó là điều tốt. Có sự nhạy cảm bên trong luôn luôn biết đúng và sai thì được gọi là Buddha. Chúng ta không nhất thiết cứ phải liên tục niệm đi niệm lại Buddha. Quý vị đã đếm số trái cây ở trong giỏ. Mỗi khi quý vị ngồi xuống, quý vị không cần phải nhọc công đổ chúng ra khỏi giỏ và đếm lại một lần nữa. Quý vị có thể để chúng yên trong giỏ. Nhưng một người nào đó với sự dính mắc sai lầm sẽ cứ đếm tới đếm lui. Anh ta sẽ dừng lại dưới một gốc cây, đổ chúng ra và đếm, và rồi bỏ chúng vào trong giỏ trở lại. Sau đó, anh ta sẽ đi đến chỗ dừng chân kế tiếp và làm lại điều đó một lần nữa. Nhưng lần nào anh ta đếm thì số trái cũng y nhau vậy thôi. Đó chính là tham ái. Anh ta sợ rằng nếu anh ta không đếm sẽ có sự nhầm lẫn nào đó. Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không niệm liên tục Buddha, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Chúng ta nhầm lẫn như thế nào đây? Chỉ những người không biết có bao nhiêu trái cây trong giỏ mới là người cần đếm. Một khi quý vị đã biết, quý vị cứ việc thoải mái để yên chúng trong giỏ. Khi quý vị ngồi xuống, quý vị chỉ việc ngồi. Khi quý vị nằm xuống, quý vị chỉ việc nằm. Vì tất cả trái cây đều ở đó với quý vị. Khi tu tập giới và tạo phước báo, chúng ta nói Nibbana Basayo Otu. Nguyện công đức này là điều kiện duyên để chứng ngộ Niết Bàn. Để làm điều kiện cho việc chứng ngộ Niết Bàn thì cúng dường là tốt, giữ giới là tốt, hành thiền là tốt, nghe pháp là tốt. Nguyện cho những phước báo này là các điều kiện để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn thật sự là cái gì chứ? Niết Bàn có nghĩa là không nắm giữ. Niết Bàn có nghĩa là không còn gán ý nghĩa cho sự vật và các hiện tượng. Niết Bàn có nghĩa là buông bỏ. Cúng dường và làm việc thiện, giữ giới và tu tập thiền rải tâm từ, tất cả điều này được thực hành nhằm loại trừ phiền não và tham ái, chứ không vì mong cầu bất cứ điều gì khác. Không mong cầu sự hiện hữu hoặc trở thành một thứ gì đó, và để làm cho tâm rỗng không, không còn sự yêu thương tự ngã, không còn những khái niệm về cái ngã của ta và người. Nibbana Pasayo Otu. Nguyện công đức này là nhân để thành tựu Niết Bàn. Tu tập sự rộng lượng hay bố thí là sự từ bỏ, buông bỏ. Lắng nghe giáo lý là nhằm mục đích có được kiến thức để giúp từ bỏ và buông bỏ, để nhổ tận gốc sự bám níu vào những gì được cho là tốt và những gì được cho là xấu. Lúc đầu chúng ta hành thiền để biết những gì là sai, là xấu. Khi chúng ta nhận ra chúng ta buông bỏ chúng, và chúng ta thực hành những gì được cho là thiện, tốt. Và rồi, khi một số thiện pháp nào đó đã đạt được, đừng dính mắc vào chúng. Hãy duy trì chỗ đứng của quý vị ở mức lưng chừng giữa cái tốt hoặc ở trên cái tốt. Đừng đứng ở mức bên dưới cái tốt. Nếu chúng ta ở mức dưới cái tốt, thì cái tốt sẽ sai sử chúng ta và chúng ta trở thành nô lệ cho nó. Chúng ta trở thành nô lệ và nó buộc chúng ta phải tạo đủ loại nghiệp và làm những điều lầm lỗi. Giải thích. Ajahn Chah muốn nói rằng nếu chúng ta ở dưới mức thấp hơn tốt, có nghĩa là chúng ta lọt vào xấu. Trong trường hợp này, tâm của chúng ta sẽ sinh khởi ý muốn đi tìm những việc tốt để làm
nhằm huân tập thêm thiện pháp. Đây chính là lúc chúng ta bị cái tốt sai sử, và trong khi làm việc tốt do thiếu chánh niệm, phiền não tấn công chúng ta, và chúng ta sẽ gặp phải đủ loại đau khổ và rơi vào những hoàn cảnh không may, chẳng khác gì trước đây khi chúng ta chưa tìm việc tốt để làm. Nó có thể đưa chúng ta vào bất cứ điều gì, và kết quả sẽ là chúng ta tìm thấy chính bản thân mình phải gánh chịu cùng một loại đau khổ và rơi vào những hoàn cảnh không may chẳng khác gì trước đây. Hãy từ bỏ bất thiện pháp và huân tập thiện pháp. Từ bỏ những gì là tiêu cực và phát triển những gì là tích cực. Hãy tạo phước báo và vượt lên trên phước báo. Vượt lên trên những việc làm được khen ngợi và những điều lầm lỗi, vượt trên thiện và ác. Hãy tiếp tục thực hành với một cái tâm từ bỏ, buông bỏ và tự tại. Điều này cũng tương tự như trường hợp quý vị đang làm bất cứ điều gì. Nếu quý vị làm nó với một cái tâm buông bỏ, thì nó sẽ làm nhân đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Không còn ham muốn, không còn phiền não, không còn tham ái, và rồi tất cả cùng hợp nhất với con đường. Con đường có nghĩa là sự thật cao thượng, có nghĩa là chân pháp. Sasadama, sự thật tối hậu. Bốn sự thật cao thượng, tứ diệu đế, là có trí tuệ để biết tham ái, là nguồn gốc của khổ. Trong đó, dục ái, kamatanya, khắc ái đối với khoái lạc giác quan hay dục lạc. Hữu ái, bhavatanya, khắc ái hiện hữu và trở thành một cái gì đó. Phi hữu ái, vibhavatanya, mong tự hủy diệt, khao khát đừng hiện hữu. Loại dục vọng này tin rằng chết là hết, không có sự tái sinh, không có kiếp sau, nên con người làm đủ mọi chuyện để thỏa mãn những ham muốn của mình khi đang còn sống trong kiếp hiện tại, là cội nguồn, gốc của khổ. Nếu quý vị đang mong muốn bất cứ điều gì hoặc mong muốn làm bất cứ điều gì, quý vị đang nuôi dưỡng khổ, dukkha, đem khổ vào sự hiện hữu, bởi vì đây là những gì gây ra dukkha, đây là nhân. Nếu chúng ta tạo nhân cho dukkha thì khổ sẽ xảy ra. Nhân đây chính là vibhavatanya, thứ tham ái gây ra sự bồn chồn, lo âu, khắc khoải này. Người ta trở thành nô lệ do ham muốn và tạo ra đủ các loại nghiệp, và việc làm sai trái chính là vì nó, và vì thế mà đau khổ sinh ra. Nói một cách đơn giản, dukkha là con của ham muốn. Ham muốn là cha mẹ của dukkha. Khi có cha mẹ thì dukkha có cơ hội để sinh ra. Khi không có cha mẹ, dukkha không thể có mặt, sẽ chẳng có con cái gì hết. Đây là chỗ mà khi hành thiền nên tập trung vào. Chúng ta nên nhìn thấy tất cả các dạng tham ái khiến cho chúng ta có những ham muốn. Nhưng nói về ham muốn thì có thể gây ra sự nhầm lẫn. Một số người có ý nghĩ rằng bất kỳ loại ham muốn nào, chẳng hạn như ham muốn thức ăn và các tiện nghi vật chất cho cuộc sống là tham ái. Nhưng chúng ta có thể có loại ham muốn này một cách hoàn toàn bình thường và tự nhiên. Khi quý vị đói và muốn ăn, quý vị có thể ăn một bữa ăn và điều đó không sao cả. Việc này hoàn toàn bình thường. Đây là cái ham muốn nằm trong giới hạn và không gây ra kết quả xấu. Loại ham muốn này không phải là sự hưởng thụ quá đáng. Nếu là sự hưởng thụ quá đáng, thì nó sẽ trở thành một cái gì đó vượt lên trên sự ham muốn. Sẽ có sự thèm khát muốn có thêm nhiều thứ hơn nữa để tiêu thụ. Đi tìm hương vị, tìm kiếm sự hưởng thụ trong những sự thử thách gay go hoặc gây ra sự phiền hà cho chúng ta, chẳng hạn như uống rượu và bia. Một số du khách kể cho sư nghe về một nơi mà người ta ăn ốc khỉ sống.
Họ đem con khỉ đặt ở giữa bàn, dạt ngang đầu để mở hộp sọ của nó. Sau đó, họ dùng muỗng múc não ra để ăn. Ăn uống như vậy thì chẳng khác gì loài quỷ hay ma đói. Không phải ăn uống theo cách tự nhiên hoặc thông thường. Làm những việc như thế này, việc ăn uống sẽ thành tham dục. Họ nói rằng uống máu khỉ trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, họ cố để có được những con vật như vậy, và khi họ ăn chúng, họ uống cả rượu và bia nữa. Đây không phải là ăn uống theo kiểu bình thường. Đây là cách của ma quỷ bị sa lầy trong sự ham muốn nhục dục. Chúng ăn than đá, ăn lửa, ăn mọi thứ, mọi nơi. Loại ham muốn này được gọi là tham ái. Không có sự tiết chế. Nói, suy nghĩ, mặc quần áo, tất cả mọi thứ. Loại người như vậy đều vượt qua giới hạn. Nếu ăn, uống, ngủ và các hoạt động cần thiết khác của chúng ta đều được làm trong sự tiết chế, thì sẽ không có sự tai hại trong đó. Vì vậy, quý vị cần phải biết chính mình trong những việc như thế này, và như vậy, chúng sẽ không còn trở thành nguồn gốc của sự khổ đau. Nếu chúng ta biết cách để sống tri túc, thiểu dục trong các nhu cầu của mình, chúng ta có thể thoải mái. Hành thiền, tạo phước báo và giữ giới thật sự không phải là những điều khó để thực hành, miễn là chúng ta hiểu rõ chúng. Hành vi sai trái là gì? Phước báo là gì? Phước báo, tức những gì là tốt và đẹp, không làm hại chính mình hoặc người khác bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Rồi thì chúng ta sẽ có hạnh phúc, không tạo ra vấn đề tiêu cực gì nữa. Phước báo là như vậy đấy. Thiện xảo, sự khéo léo là như vậy đấy. Việc này cũng giống như thực hành cúng dường và bố thí. Khi chúng ta cho ra, chúng ta đang cố gắng để cho đi điều gì vậy? Cho đi là với mục đích tiêu diệt sự yêu mến tự ngã. Niềm tin vào một tự ngã là có thật, đi cùng với sự ích kỷ. Ích kỷ có sức mạnh của nó và làm cho chúng ta cực kỳ đau khổ. Những người ích kỷ luôn muốn mình tốt hơn so với những người khác và nhận được nhiều hơn so với người khác. Một ví dụ đơn giản để cho thấy ích kỷ là như thế nào. Sau khi ăn xong, những người ích kỷ không muốn rửa chén dĩa của họ. Họ để cho người khác làm việc đó. Nếu cùng ăn với nhau trong một nhóm, thì họ sẽ để chén dĩa lại cho những người khác trong nhóm để rửa. Sau khi ăn xong, họ bỏ đi. Đây là sự ích kỷ, không có trách nhiệm và trao gánh nặng cho người khác. Nhưng ích kỷ với người khác cũng đồng nghĩa rằng họ là người không biết quan tâm đến bản thân mình, không tự giúp chính mình và không thật sự yêu thương chính mình. Trong việc thực hành sự rộng lượng, chúng ta đang cố gắng để tẩy sạch thái độ này khỏi tâm của chúng ta. Điều này được gọi là tạo công đức qua sự cho đi, để từ đó có một cái tâm từ bi, biết quan tâm đến mọi chúng sanh khác mà không có bất kỳ sự ngoại lệ nào. Nếu loài người chúng ta có thể từ bỏ chỉ một điều này thôi, sự ích kỷ, thì chúng ta rồi cũng sẽ giống như Đức Phật. Ngài đã không phải vì lợi lạc của chính mình, nhưng đi tìm sự lợi lạc cho tất cả. Nếu loài người chúng ta có con đường, đạo và quả sinh khởi trong tâm của chúng ta như thế này, chúng ta có thể tiến bộ một cách chắc chắn. Khi không còn sự ích kỷ, tất cả mọi việc làm của chúng ta như giữ giới, bố thí và hành thiền sẽ đưa đến sự giải thoát. Bất cứ ai thực hành như thế này sẽ trở nên tự do, tự tại và đi vượt qua tất cả mọi quy ước và hình tướng bên ngoài. Các nguyên tắc cơ bản của việc thực hành thì không nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Trong việc thực hành bố thí, ví dụ, nếu chúng ta thiếu trí tuệ, chúng ta sẽ không tạo được bất kỳ phước báo nào.
Nếu không có trí tuệ, chúng ta nghĩ rằng bố thí đơn thuần chỉ mang nghĩa là cho đi. Khi tôi cảm thấy muốn cho đi, tôi sẽ cho đi. Nếu tôi cảm thấy muốn ăn cắp một cái gì đó, tôi sẽ ăn cắp nó. Sau đó, nếu tôi cảm thấy hào phóng, tôi sẽ cho đi một cái gì đó. Điều này giống như có một thùng nước đầy. Quý vị múc ra một xô, và sau đó quý vị đổ trở vào lại một xô. Múc ra và đổ vào lại, múc ra và đổ vào lại, như thế này. Đến bao giờ thì cái thùng mới cạn hết nước đây? Quý vị có thể thấy được khi nào thì cái việc múc ra và đổ vào chấm dứt không? Thực hành như vậy, quý vị thấy nó có thể trở thành một cái nhân để đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana không? Thùng sẽ trở nên cạn chứ. Múc một xô ra, đổ vào lại một xô khác. Quý vị có thể thấy khi nào thì công việc sẽ hoàn thành không? Cứ múc ra, đổ vào, lộn tới, lộn lui như vậy là Vata, dòng luân hồi tái sinh. Bản thân nó là một cái dòng. Nếu chúng ta đang nói về việc thật sự buông bỏ, từ bỏ cái tốt cũng như cái xấu, thì chỉ có sự múc ra mà thôi. Ngay cả khi chỉ còn một chút nước thôi, quý vị cũng múc nó ra. Quý vị không đổ vào nữa, quý vị cứ tiếp tục múc ra. Thậm chí nếu quý vị chỉ có một cái gầu nhỏ để sử dụng, quý vị vẫn làm những gì quý vị có thể làm được. Cứ múc ra như vậy thì sẽ đến lúc nước trong thùng không còn nữa. Nếu quý vị múc ra một xô và rồi đổ trở vào lại một xô, múc ra và sau đó đổ vào lại. Được, hãy suy nghĩ về điều đó. Khi nào quý vị sẽ thấy cái thùng trống không đây? Pháp, chân lý, Dhamma này không phải là một cái gì đó xa xôi. Nó ở ngay trong thùng. Quý vị có thể làm việc đó ở nhà. Hãy thử đi. Quý vị có thể làm cạn một thùng nước theo cách như vậy không? Ngày mai hãy bỏ ra một ngày để làm thử và xem chuyện gì sẽ xảy ra.